Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin phép được giới thiệu đến quý vị và các bạn phiên bản Toyota Vios 1.5G. Đây là phiên bản cao cấp nhất hiện đang bán tại Việt Nam. Xe số tự động và giá niêm yết là 622 triệu niêm yết toàn quốc. Chúng ta đang quan sát phần đầu xe Toyota Vios 1.5G. Xe được sử dụng công nghệ đèn chiếu dạng bi cầu hay còn gọi là projector giúp tập trung quầng sáng tốt hơn. Chúng ta cùng quan sát kỹ hơn về hệ thống đèn chiếu sáng. Ngoài ra thì Toyota Vios 1.5G cũng được trang bị đầy đủ đèn gầm, đèn sương mù hay còn gọi là đèn sương mù đấy ạ. Phần đầu xe khá ấn tượng. Chi tiết cận cảnh của hệ thống đèn chiếu sáng. Và đây là la răng của xe Vios 1.5G. Xe sử dụng la răng đúc 8 chấu. Gương chiếu hậu chỉnh điện, cụp điện và được tích hợp xi nhan. Các bạn lưu ý là hiện tại thì Vios G không có chức năng cụp điện tự động, có nghĩa là khi bạn bấm chìa khóa thì gương không cụp nhé. Hệ thống tay nắm cửa sẽ cùng màu thân xe. Ở đây không phải là một điểm nhấn và theo tôi nghĩ thì nên trang bị cho chiếc xe này mạ chrome thì tốt hơn. Đây là phần táp ly cánh cửa cạnh xe, được mạ chrome khá ổn, từng chi tiết sắc sảo hơn so với phiên bản thiếu. Xe được trang bị ghế da sẵn có và sử dụng tông màu là màu be. Đối với phiên bản Vios G cũ, chúng ta sẽ sử dụng tông màu màu đen. Đây là chiếc xe Toyota Vios 1.5G nguyên bản tại Toyota Thăng Long, chưa độ thêm bất kỳ một món đồ chơi nào. Chúng ta có thể quan sát thấy là hàng ghế sau rất là rộng rãi, có khay để cốc, khoảng trần xe lớn, ghế ngồi thoải mái giúp chúng ta thoải mái hơn trong những cung đường dài. Ghế da cũng là loại ghế da thoáng khí. Xe có 6 loa đầy đủ bên 4 bên cánh cửa và 2 loa tép ở trên sát với vị trí gương. Kệ tì tay kiêm cả khay đựng cốc cho hàng ghế sau. Đó, dây đai an toàn 3 điểm 3 vị trí. Hộp số tự động vô cấp, thông minh nhất. Hệ thống điều hòa tự động, phanh tay. Hiện tại thì Toyota Vios 1.5G sử dụng hộp số tự động vô cấp. Khi bạn chuyển sang chế độ M thì xe sẽ tự động nhảy lên là 7 cấp số ảo, giúp chúng ta đổ đèo tốt hơn, đổ đèo hoặc leo dốc. Đây là hệ thống điều hòa trực quan, dễ sử dụng. Toyota Vios 1.5G cũng chưa được trang bị màn hình DVD theo xe các bạn nhé. Chúng ta có thể độ thêm với giá khoảng từ 6 đến 11 triệu đồng tùy từng chủng loại. Tay lái 3 chấu được mạ bạc, bọc da và tích hợp các nút bấm. Cửa kính lên xuống đều là cửa kính điện và kính bên lái là kính auto tự động. Đây là hệ thống đèn phía sau, đèn hậu. Cụm đèn hậu khá là sắc sảo, tuy nhiên thì các chi tiết khớp với nhau thật sự là chưa được liền mạch. Cánh hướng gió được bố trí dọc theo quanh thân xe. Đây là thông số tiêu thụ. Xe chỉ tiêu thụ 5,9 lít dành cho đường trường và 7,78 lít trong đô thị. Con số này khá là sát với thực tế và Vios luôn luôn được đánh giá là một trong những chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu nhất tại Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chiếc xe Toyota Vios 1.5G của chúng tôi. Hiện tại xe tại Toyota Thăng Long thì có đầy đủ các màu cho các bạn lựa chọn. Màu đen, màu bạc, màu vàng cát. Vios thì các bạn có thể trả góp, chỉ cần